Vào năm Mậu Thân năm 1788, vua Lê Chiêu Thống do thế cùng lực kiệt đã sai người sang nhà Thanh xin cứu viện. Vua Càn Long vốn có giá tâm thôn tính nước ta từ lâu, nên nhân cơ hội này cử ngay Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 20 vạn quân nhanh chóng xâm chiếm nước ta. Chúa công, đàn voi chiến đã luyện thuần thục, xin đợi lệnh của chúa công. Thanh làm tốt lắm. Cấp báo! Cấp báo! Bẩm chúa công, tướng Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhập đã rút quân về Tam Điệp, quân Thanh đã chiếm được thành Thăng Long rồi ạ. Trước vận mệnh Bắc Hà như vậy, các anh nghĩ sao? Mời đô đốc Đặng Văn Long. Bẩm chúa công, hơn 20 vạn quân Thanh, trong khi lực lượng của ta còn mỏng, Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị lại vô cùng hung bạo, lắm mưu lược, thần e. Đô đốc Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân có cao kiến gì không? Bẩm chúa công, quân Thanh rất tinh nhuệ, lại được trang bị thêm những vũ khí sát thương rất cao. Tạm thời, thần chưa nghĩ ra cách gì đối phó ạ. Hơn 20 vạn quân Thanh, nhưng ta có thế nước, có lòng dân. Truyền lệnh, ngày mai lập tức xuất quân. Xin chúa công chớ vội xuất quân. Lũ giặc tàn bạo đang ngông cuồng làm loạn khắp Bắc Hà, cớ sao khanh lại ngăn ta? Nước Nam ta, ngoài thì có vua Lê Chiêu Thống rước giặc Thanh về dày xéo non sông, trong thì có vua Thái Đức nhu nhược cầu an, khiến lòng dân ly tán. Vậy xin chúa công hãy lên ngôi hoàng đế cho an lòng trăm họ, rồi cất quân đuổi giặc cũng chưa muộn. Lời tiên sinh rất phải, xin chúa công hãy lên ngôi hoàng đế. Xin chúa công hãy lên ngôi hoàng đế. Các khanh hãy bình thân, ta vốn không có chí làm vua, do thời loạn nên mới giúp hoàng huynh đánh Nam dẹp Bắc, mong đem thái bình về cho trăm họ. Nhà Tây Sơn đã có hoàng huynh là vua Thái Đức, ta lại lên làm vua nữa, hóa ra nước có hai vua là việc xưa nay chưa từng có. Vì vậy ta không thể lên ngôi được. Vua Thái Đức đã chia lãnh thổ cho chúa công được quyền cai quản, xin chúa công chớ ngại. Sao giờ này nàng vẫn thức vậy? Thần thiếp an lòng sao được khi cháu thiếp là vua Lê Chiêu Thống rước giặc Thanh về tàn hại non sông. Chúa công ra Bắc một dạ tôn phò nhà Lê, bởi Lê Chiêu Thống bất tài hại dân, khiến trăm họ đều trông về chúa công. Tại núi Bân, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, sắc phong công chúa Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Lệnh xuất quân! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Xin hoàng thượng cho ông cháu già được tham gia đánh giặc. Ta rất cảm kích trước tấm lòng của cụ,
Nhưng giả này đã theo hoàng thượng từ thời Phỏ Lê diệt Trịnh, nay giả xin được tiếp tục đi theo. Thần thiếp kính chúc hoàng thượng bình an, sớm khải hoàn. Ái phi hãy yên lòng chờ tin thắng trận. Tây Sơn để diệt chúa Trịnh, nay chẫm lại nhờ triều đình nhà Thanh được quan tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đem quân hùng mạnh sang để quét sạch quân Tây Sơn. Nhờ hồng phúc của tổ tiên, chẫm lại được nối nghiệp tiên đế, các người gắng phò giúp ta sẽ được hiển vinh muôn đời. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ mới lên ngôi báu, công đức chưa ban khắp, lòng dân còn hoang mang, kẻ còn nhớ chúa Trịnh, kẻ còn theo Tây Sơn. Đấy là mối họa lớn à. Theo thần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, như thế muôn dân mới một lòng theo bề hạ, ngôi báu mới bền vững à. Người nói chí phải. Hãy bắt hết tay chân của bọn chúa Trịnh và Tây Sơn, mang lễ vật sang cung tổng đốc Tôn Sĩ Nghị cho ta. Xin tuân lệnh. Bề hạ thật anh minh à. Dạ ạ, đây là lễ vật của Lê Chiêu Thống gửi tặng tổng đốc đấy ạ. Ta mượn cớ giúp vua Lê tâu xin hoàng thượng Càn Long đem quân chiếm An Nam là lập nên đại công vậy. Phen này ắt hẳn tổng đốc sẽ lập đại công vang danh thiên hạ. Khá khen cho các khanh đã nhanh chóng vượt qua sông lạnh giá như đang vào trận đầy khí thế vậy. Tạ ơn hoàng thượng, cũng nhờ dân làng giúp đỡ, quân tướng đồng lòng đấy ạ. Ta từ khi Tây Sơn giấy nghĩa đến nay, lúc nào cũng một lòng chiêu hiền đãi sĩ. Đến thành Nghệ An này, ta lại nhớ đã ba lần cầu La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp ra rút nước, nhưng ông đã từ chối vì chưa hiểu lòng ta. Trăm họ lầm than, ai cũng oán hận Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Nay ta muốn mời phu tử một lần nữa xem sao. Nguyễn Thiếp đã bao năm ẩn giật, mắt không nhìn công danh, thế sự bỏ ngoài tai, đức vua còn mời làm gì? Chính vì trau dồi đức hạnh, thế sự bỏ ngoài tai mà trong lòng mong tế độ chúng sinh, thế nên Nguyễn Thiếp được thi ân bố đức quanh vùng mới gọi là La Sơn phu tử. Nguyễn Thiếp có sức mạnh rất lớn đối với sĩ phu Bắc Hà, một lời của phu tử khiến triệu quân đi theo. Hoàng thượng quả là nhìn xa trông rộng. Ta sẽ đích thân lên núi mời La Sơn phu tử.
Hần sẽ đi theo cùng hoàng thượng. Khanh không phải lo cho ta. Đã lâu nghe đại danh, hôm nay Nguyễn Huệ này mới được diện kiến phu tử. Kẻ già này xin tiếp kiến hoàng thượng. Việc nước, việc quân đang bộn bề, vậy mà hoàng thượng lại thân hành lên đây, khiến giả xiết bào cảm kích. Không biết tài hèn sức yếu có giúp được việc gì. Khắp kinh thành Thăng Long cho đến miền thôn quê, quân thành giết chóc tàn phá, dân chúng lầm than cơ cực. Nhiều kẻ còn mơ hồ chưa biết tội cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống, nên còn theo hắn nối giáo cho giặc. Ta hằng mong phu tử như trời hạn mong mưa, phu tử chịu xuống núi cùng ta dẹp giặc thì thật là hồng phúc cho muôn dân. Thần tuổi đã cao nên đã 3 lần từ chối không nhận lời, để hoàng thượng phải nhọc lòng, tội thần đáng chết. Trộm nghĩ đây là việc lớn, dù thịt nát xương tan, kẻ già này cũng xin hết lòng. Không khỏi mệt mỏi, các tướng lĩnh đã dâng nhiều kế sách, nhưng theo phu tử, thời cơ bây giờ ta tính sao? Quân thành đến từ xa, không biết tình hình quân ta mạnh hay yếu, và lại bọn chúng có bụng khỉnh đối phương, nếu đánh bất ngờ không quá 10 ngày nhất định sẽ thắng. Quả là đúng với ý ta. Nộp lúa gạo cho quân Tôn Sĩ Nghĩa. Lê Chiêu Thống bán rẻ cơ đồ khiến trăm họ lầm than vậy. Kinh quá, hôm nay quá đau rồi. Ôi trời ơi, đòi ơn được quá. Chúa thần là tướng trấn thủ Bắc Hà Ngô Văn Sở và quan thị lang Ngô Thị Nhậm xin chịu giặc tội. Đến chưa đánh đã lùi, mới nghe tiếng giặc đã chạy, quân thua chém tướng, tội các người đáng chém 1 vạn lần. Đúng là ta không lầm người, các ngươi rút quân để bảo toàn lực lượng. Như vậy quân giặc sinh kiêu, ta càng dễ đánh. Đó là một kế hay. Chúng thần xin được lập công chuộc tội. Cả năm có 3 ngày Tết, quân không được ăn Tết thì ta không đành. Nên ta cho các tướng sĩ được ăn Tết trước. Ta hẹn với các người đến ngày khai hạ sẽ lại ăn Tết ở Thăng Long.
hay lắm. Hoàng thượng, ta cùng với các ngươi giấy binh từ thuở quần nâu áo cọc. Ta lo nỗi lo của các ngươi, ta vui cái vui của các ngươi, cớ sao lại sợ? Hãy hát đi cho ta cùng vui với. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta chưa từng có đối thủ, còn ai muốn thử sức không? Ta muốn thỉnh giáo tài nghệ của tráng sĩ. Hãy xem đây. Xin hoàng thượng tha tội. Ta rất cần những dũng tướng như người. Đa tạ hoàng thượng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà trên dưới một lòng một dạ, trách sao nhà vua đánh trăm trận trăm thắng. Ta cất quân ra Bắc lần này tuân theo ý trời, thuận theo lòng người, chỉ băn khoăn không biết kẻ sĩ Bắc Hà và triều thần nhà Lê. Già này sẽ vào kinh thành Thăng Long gặp các quan trong triều cũ để giải bày cho họ những điều phản trái, để họ đứng lên làm nội ứng. Như vậy quân giặc sẽ trở tay không kịp. Phu tử bàn rất hợp ý ta, chỉ lo sức khỏe của phu tử. Xin hoàng thượng đừng lo cho già. Quan thị lang tài cao học rộng, hãy giúp ta thảo bức thư cho những người còn thương dân nhớ nước, hiểu được lòng ta. Ta ra Bắc phen này cốt để hỏi tội Tôn Sĩ Nghị, còn từ Lê Chiêu Thống trở xuống, nếu biết hối cải ta cũng tha cho. Lần này ta thân hành cầm quân, sách lược tiến đánh đã định sẵn, đã đến giờ thần tốc. Ta đến mà giặc không biết, ta đánh mà giặc không đề phòng, ta nhất định thắng. Xin mời bệ hạ uống thuốc bổ do chính tay thần làm đấy ạ. Cung nữ. Nhờ công đức của bệ hạ mà chúng thần mới có được những ngày hôm nay à. Tâu bệ hạ, quân Tây Sơn đang cất quân ra Bắc, chúng đi đến đâu được dân chúng góp sức đến đấy, hùng mạnh lắm mà. Theo ngươi ta phải làm gì? Làm gì hả? Dạ, bệ hạ sang tâu với quan tổng đốc Tôn Sĩ Nghị xem thế nào ạ. Chuẩn bị lễ vật, tiếp kiến ngài tổng đốc. Hoàng
Ta có việc hệ trọng, muốn gặp quan tổng đốc. Năm mới đã sang, xuân đã tới, xin kính chúc quan tổng đốc vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhà vua không phải lo, vừa nghe thấy tiếng ta, bọn chúng đã sợ hãi rút quân về Tam Điệp, lại còn nhai gạo sống rơi đầy đường nữa chứ. Bẩm quan tổng đốc, nhưng còn hàng trăm dặm quân Tây Sơn mới đến được Thăng Long, nhà vua cứ phải ăn Tết, việc đâu đã có ta lo. Nhưng nghe nói quân Tây Sơn xuất quỷ nhập thần, đi đến đâu rừng rung núi lở đến đấy ạ. Sợ gì cơ chứ, bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Với súng thần công, quân Tây Sơn sẽ phải khiếp vía, quỳ lạy xin ta tha mạng ấy chứ. Ta được biết khắp kinh thành Thăng Long vẫn có rất nhiều kẻ từng ngày mong ngóng quân Tây Sơn. Việc này nghĩa là sao? Dạ, mong tổng đốc tha tội, nhất định bản triều sẽ cho giết sạch những kẻ ngu si rốt nát, không biết đâu là minh chủ, là ánh sáng soi đường cho đêm tối ạ. Khá khen cho người. Đại quân của Đức vua Quang Trung đang thần tốc đánh vào Thăng Long. Chúng ta sẽ dùng kế nội công ngoại kích, quân Thanh sẽ không kịp trở tay. Đây, đây và đây là những điểm trọng yếu của quân Thanh. Cho quân Tây Sơn có mọc cánh cũng không qua nổi đồn Ngọc Hồi. Chúng dám thì gan với đại bác của ta sao? Chuẩn bị tiếp đón chúng cho chú đáo. Ah!
Với súng thần công này, quân Tây Sơn chạy đâu cho thoát? Lũ quân ô hợp lại đến nộp mạng đây. Bắn! Quân Tây Sơn đang tiến vào thành Thăng Long rồi à? Nổi láo! Dạ bẩm, đồn Đống Đa đã bị hạ, chủ tướng Sầm Nghi Đông đã tự vẫn rồi à? Trời hại ta rồi! Mời tổng đốc lên ngựa, kẻo không kịp. Còn ấn tín Thanh Bảo Kiếm Vua Ban. Quan tổng đốc, cho thần theo với. Cứu thần, cứu thần với. Mới tránh đường. Dừng lại. Kẻ gieo gió ắt phải gặp bão. Chính họ gây ra cảnh binh đao này. Nhưng ta muốn mở đường hiếu sinh, giữ hòa hiếu để muôn dân làm ăn, an hưởng thái bình. Đánh tan giặc Thanh lần này cũng nhờ công lớn của các sĩ phu Bắc Hà đã đồng lòng cùng ta đánh giặc. Ta vô cùng cảm kích. Ta đã hẹn với các tướng sĩ sẽ ăn Tết ở kinh thành Thăng Long. Hôm nay đúng mùng 5, ta cho quân dân được mở hội ăn mừng chiến thắng. Giả thay mặt cho dân chúng thành Thăng Long, có cành đào dâng lên hoàng thượng. Kính chúc hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Cành đào đẹp quá, đa tạ những tấm chân tình của người dân thành Thăng Long dành cho trẫm.
ta muốn gửi tới phu nhân của ta cành đào mừng ngày chiến thắng.